Ủa đó, nó nổi kia kìa. Đó đó. Này hả? À. Ôi ôi, có chém cà bả luôn. Đã cái lưng mà. Nó hối vô, nó dột tôi ngộn. Chạy không à. Tôi chạy tao. Đã quá anh ơi. Đã tôi chạy đâu không à. Ủa, cái chém nó mập mà một. Đã nói hồi rồi. 3 ký. Gì 3 ký? Còn cái lưng mà. Ơi, cái chém vậy, cái chém vậy là 3 ký. Đã nói rồi. Ừ. Nhiều. Chém 4-5 ký luôn. Phải không? Cái chém nãy 2 ký mấy rồi. Trời ơi, cái chém cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Mệt luôn á. Tôi nói dồi đã nó cái chẻm nó dồn vô ngộn dồn một biết nay có cái chẻm gì làm giật mớ dữ. Rồi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình tiếp tục đi đâu bắt đăng cả nhà ơi, nhưng mà hiện tại giờ anh em mình đang còn nhà chờ năm xuống rồi cả nhà. Đây để nay đi với chào một với năm với anh Tư, mà anh Tư nay ảnh chúc anh đi bắt cua cả nhà, anh nói chúc để anh đi bắt cua, mình đi bắt đăng. Rồi anh em mình chia nhau ra đi á, người làm món. Đây một hồi nãy lúc mà mình đi ấy về á, mình đi kéo lưới về á, cái lưới đăng lên á, về một rồi lại thăm nước dòng á, một rồi thăm, một làm được con cá chẽm nè cả nhà. Rồi bữa một làm được hết con rồi, mình kêu có gì lấy máy là quay đi, một đi lật đặt một quên. Con này thì nhỏ hơn con hôm bữa nha, không biết còn con nào nữa không. Một thấy một nói còn lưng á, không biết còn không. Rồi lát trong quá trình mà bắt cá mình sẽ quay lại và ghi hình cho cả nhà xem nha. Giờ anh em mình bắt đầu xuống vỏ đi nè cả nhà. Rồi nãy giờ anh em mình chạy lên dạch đăng nè cả nhà, giờ mình tới rồi nè cả nhà. Quá trời, bữa nay cá quá thì cá luôn cả nhà ơi. Hôm nay mình đi bắt sớm nhưng mà nước cũng cạn, cũng còn cạn nữa cả nhà. Trời ơi cá nằm quá trời cá luôn, cá tưởng đâu khúc này cá chẽm nằm chứ, làm được con cá chẽm ngon quá. Giờ bắt đầu mình đi lên trên đây, lên trên đầu giềng rồi nè, mình bắt xuống. Này thấy cá ok quá trời luôn, mà không biết sao đây cả nhà ơi, thấy ngon lắm á. Viền nó nằm ồ kìa, bằng rổ chà bá cả bằng rổ luôn cả nhà. Ui này cá to, này có khi nào trúng dầm đăng này mở hàng được con cá chẽm ngon quá trời đó. Cá kìa, ôi cá nó nằm, ôi nhìn nè cả nhà, nhìn xuống luôn, ôi, nãy một về một chưa thấy cái cá này, tại nãy nước á, một đi canh á là nước nó còn á, một chạy thì mấy anh em chuẩn bị đồ lại là nước nó cạn, nó lội cá lên vậy nè, ôi nó dồn chỗ này cá không luôn. Lưới cái bằng rủ cá to to không
chôm thẻ. Nhắn đăng có cá như vậy mừng lắm cả nhà ơi. Mình làm một dầm đăng nó rất là cực, mà không có cá cũng hơi buồn, nhưng mà chịu thôi, không có cá thì mình cũng chịu thôi chứ sao giờ. Cái nhái cái to ghê, mình bắt luôn, lát mình nhổ viền sợ sao. Chứ vừa bắt vừa nhổ lâu á. Im đi hộ một cái lóc chả bán cái lóc luôn cả nhà. Đăng bữa giờ có dầm đăng này cá ngon, cá to lắm cả nhà. Bữa dầm đăng kia nè, đầu con nước là lóc quá. Quá xa là ngon.
cái chai bự được. Hả? Đây chừng thao cá. Ở trên ngay khúc thế không à, khúc này không có. Không. Ngọn chưa cạn hả? Ngọn ngon nước quá rồi. Đào á hang. Làng cùa. Hai anh bắt lại tới rồi cả nhà. Đây. Ôi một có con cá bự nè. Con cá bự hả? Ừ. Con này có chém không mày? Chém có chém. Một đại một. Có bể mà bả luôn. Nhanh. Mày bay ra ngoài á, lấy cái vợt năm, lấy vợt năm. Mày bay ra ngoài mày ngồi đi Hục ơi. Bay ra ngoài ngồi có cái chém thành bành luôn. Đại đi để nó phá một. Đã tao nói rồi. Nè. Nó nằm ở trong ngoài. Hai ba con. Hả? Ồ, nó đang chuồn kìa. Nó lên trời được không? Kìa nó đó. Anh Năm, lấy chóng Năm, làm cho hết. Đã cái nhà. Xuống ngon rồi. Nó đang đường nữa. Ủa đó, nó nổi kia kìa. Đó. Mày hả? Ừ. Vô, dạ lên, ủa. Ủa, có chạm cà bả luôn. Đã cái lưng mà. Con hổ dầu nó dột xuống ngon, chạy không à. Chạy chạy ta. Đã quá anh ơi. Đã tôi chạy đâu không à. Ủa, cái chạm mập mà một. Đã nói hồi rồi. 3 ký. Gì 3 ký? Còn cái lưng mà. Ơi. Cái chèm vậy là 3 ký. Đã nói rồi. Ừ. Nhiều. Chèm 4-5 ký luôn. Phải không? Cái chèm nãy 2 ký mấy rồi. Trời ơi, cái chèm cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Mệt luôn á. Tôi nói rồi, đã nói cái chèm nó dồn vô ngộn rồi. Một biết nay có cái chèm hay gì làm giật mớ dữ. Mới to luôn. Ba đã cả nhà ơi. Trời ơi. Giờ thôi. Hãng rồi mới đi về nè. Mấy hai. Ôi ôi. Mấy anh em mình nay mập kìa. Mấy anh em mình nay mừng dữ lắm rồi. Quá trời mừng luôn rồi cả nhà. Cá mập. Ôi ôi con cá mà. Trời anh quên con cá luôn. Giữa cái năm. Giữa sạch lắm. Ê ơi con còn con nào không vậy? Ừ? Còn con nào không vậy? Trời ơi. Vừa thấy nó lừng lừng ở đây nè, là đi ra đi lưới nó tung vô lưới, xong nó quành lại. Hơn cá này hiền. Cá này hiền. Ôi con cá. Con cá này nó hiền cả nhà. Trời. Nếu mà nó hung dữ là thôi. Cá rành bành luôn. Nè. Có cử lên thấy cái lưng lớn lắm mà. Nếu mà nó hung dữ là xong rồi cả nhà ơi. Nó có lưng lớn dữ lắm mà. Lưới mình tại lưới mình yếu mà. Đó là làm được cặp rồi nha. Qua đã. Sắp rồi cũng hết ăn hết. Một bắt đầu là đây luôn đi. Ngồi đây chờ nước cạn chút xíu rồi bắt cái ngọn này. Ơi, ơi. Nãy tao có đem theo cái điện thoại móc ra điện cho đi. Rồi cả nhà ơi, giờ anh em mình bắt đầu giữa cá. Nãy giờ cái này. Đây, giờ bắt đầu giữa cá, em bỏ xuống xuồng để áp con cá. Giữa cá xong rồi còn ngọn rồi cả nhà. Đó, mình giữa cá xong mình còn ngọn này nè. Mình mới bắt. Cá nó da ngọn quá trời mà. Hả? Cá da ngọn quá trời. Cá da ngọn. Ờ. Cá chắp dòng chứ. Ừ. Đã nấu dầu bên đây đổi đi ra cái giữa. Rồi, ok, để mình giữa xong rồi mình đi bắt tiếp cả nhà ơi. Đây, giờ ba anh em mình bắt đầu lên. Tuốt trên ngọn đầu ngọn trên đây đắp xuống cả nhà. Thấy có cá nó chạy á mà. Sợ cá nó chạy ngược lên mất công. Nó cũng chưa rút ha. Không, đắp được rồi. Nước nó ấy rồi. Lùa ra được. Ủa con cá xuống rồi. Ủa con cá kìa. Con cá thấy rồi không? Ủa con cá ngát. Thủy quái. Thủy quái anh em ơi. Rồi. Thủy quái. Xúc. Rồi tôi cạn nó kìa. Sao nó luôn. Đẩy đi Năm, đẩy xuống luôn. Tôi cạn. Ủa cá ngát luôn kìa. Đâu? Đây nè. Ủa con cá. Con cá.
Ui, nó ngắt nữa kìa. Cá quá trời cá luôn anh ơi. Đập đi, đập đi, đập đi. Đập đi. Đập đi. Thôi để mình đập đi. Nè. Hai, ổ cá quá. Đây đâu bắt lên chưa? Cá ngắt quá trời rồi. Anh càng ở đây bắt chưa? Không biết. Từ đi. Ôi cá ngắt sao đó kìa. À ừ ừ. Ôi hai con sao rồi? Hai con luôn. Lấy giỡn. Nhỏ luôn. Ôi tôm càng kìa. Được chưa? Xuống đây cho tí từ thôi nha. Tôm càng mấy con tôm càng. Từ hơi năm. Năm thấy tôm càng xuống trên không? Đâu? Bắt thải sốt cả mé kìa. Cá nó xuống xuống ngọn quá trời nữa nè. Đó, hoa đã không? Thải mé nè, thải mé nè. Bây giờ cho nó im đi. Cho anh khu dập đi. Tôi còn nó sốt nó không? Canh chưa? Chỗ gì nha. Canh chưa? Qua khỏi giềng trên không? Vào đó. Qua khỏi giềng vô. Lùa đại hết đi năm, lùa đại qua khỏi giềng đi năm con cá ra cái gì kìa? Cái gì trên tay năm nè? Đâu? Đây bên kia kìa. Đó. Ừ. Giờ anh năm nắm giềng. Nắm giềng đi. Đừng nhổ mà nắm 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 phần lưới á, phần lưới á, phần theo á. Anh cho sáu trong bữa. À đúng rồi vậy đó. Khoan từ. Hãy đi giờ em vô em bữa sau. Ừ đúng rồi, vũ vũ lên. Vũ xuống cái ngang đó rồi anh nhổ giềng đó. Đó. Kỹ vô. Kỹ đi, kỹ lên, kỹ lên. Ủa này quá, bắt cá kìa, cá đó. Cảm giác bắt bắt cá đã dữ vậy chưa? Khoan từ từ. Cảm giác bắt sướng thiệt. Rồi, giờ anh Sáu vô Sáu nhổ đi, coi coi nó còn sốt con nào quá không Sáu, coi có nổi đồng nào nữa không. Năm chiếc cao lên nha. Thấy ầm ầm luôn á nha. Ừ, năm giở cao lên phăng xuống đi. Đó, ừ. Rồi. Quậy. Tao nói rồi. Tao mua. Bước cá nhái ra đi. Bước cá nha em ơi. Rồi rồi rồi. Cá lội trên bề à. Ừ cá ngắt chiều lên đó. Đó cầm vậy thôi. Ừ đó. Vậy thôi. Không thi phân nữa đâu. Khổ phân nữa. Cầm vậy ra. Ôi quá đã luôn trời. Thở luôn. Canh nước nó ra mạnh đi bắt đầu cái vũ nè. Mình giặt. Đây. Nằm ở đây đây cả nhà ơi. Đó nó quậy rồi. Cái chính giữa kìa, chính giữa kìa. Cái chính giữa. Ờ, khúc đó đó, ừ. Cá quá trời cá luôn. Trời ơi, cái vậy. Quá trời cá ngắt luôn. Vô mảnh cả nhà. Ngon ngon ngon. Ôi, cá luộc lên kìa. Nè, nó phân xuống đi. Nè, con vậy nè, kéo tới, ừ, kéo tới, kéo tay tới. Kéo lưới tới. Đó, rồi, đó. Nó lên đây năm sao? Thử phân gì đó. Ôi, ôi, vũ nó dữ vậy? Thì vừa thôi. Đó. Nó xịt bót à. Quậy ghê không? Quá trời cá ngát. Ụt cả. 5 sâu ký cá ngát. Dớt đi. Bây giờ dớt. Dớt. Hất ngược lên đó đó. Hất ngược lên. Hất lên luôn hả? Ừ, hất ngược lên luôn. 5 cầm triệu đó đi. Phân thôi, mình phân lên thôi. À, phân ra. Thì phân lên vậy đó. 5 cầm triệu đó đi. Nè. Bắt này dễ nhất. Ồ. Trời. Năm năm cho buông đi, năm buông đi. Cái giật nhỏ. Cái giật đi. Rồi cá ngáp rồi. Rồi cá. Ngon lành canh đào. Giật giật cái giật giật cái giật sạch đây. Này mới có cá nha cả nhà ơi. Trời ơi nó sướng gì đâu á. Đây đây nè. Mẹ trên năm anh hớt cá. Cầm tay này cái dốc, qua lấy cái thao thôi. Rồi lấy thao đi, lấy thao bự á, thao cao á. À cảm giác sao năm nay cảm giác thế nào? Hoa đã. Là trí ché luôn cả nhà. Đúng rồi, tại vì hôm dài dòng đăng mình không có được cá như vậy mà. Hai hai đây nè. À, ôi nước bắt thì bỏ đây luôn đi. Đây, này đưa sao đây, bắt ca này trước đi. Tay năm á, lấy tay ca đây. Giải cẳng lối rồi đó. Để bắt mấy con này hả? Nó dễ. Rồi gối rồi á. Lấy cắn, không có cây gì kịp kịp rồi. Mấy tôm càng sao rồi? Mấy tôm càng đâu dấu rồi? Tắt rồi. Trời bỏ vô trong mấy rồi. Ôi, nó giải nha. Ừ.
Ủa, nắng cá chép bùng bự rồi. Không phải cá chép mà cái cá cháp. Cá cháp bùng. Chắc cá cháp hả? Cháp này hả? Đó đó. Ừ. Đó, đó đó. Dễ lên một. Sợ sợ lên nè. Rồi, rồi. Mắt đó đó, chuyện con cá bọn con cá lên. Đó đó, rồi, cái đuôi đó. Thôi. Từ từ. Con nào thấy cứ bắt đi. Ừ. Cứ từ từ thôi. Đó, con nào. Ra tới đây rồi. Sung sướng sót cong đụng cái tay nữa. Đó, cái đẻm ngon, cái tắp sung sướng. Hai con. Cái tắp nhiều lắm á, ở dưới còn cái tắp nhiều lắm á. Bữa nay thu hoạch khá anh em ơi. Quá khá luôn. Đây năm quả rồi. Ngày lắc về sao? Bả gì? Lát cho chú Sơn. Ai? Ai Sơn, chú Sơn. Chú Sơn dặn. Ờ. Chú dặn cá. Quá đã anh em ơi. Cẩn nha. Con cá gì nghe cẩn nha. Ngát rồi nằm nằm. Thôi. Lại cái nữa coi. Hai người từ rồi. Hất chúng nó vô mình tôi luôn vậy. Sao vô mình? Hoang hoang, cái này tôm, tôm, tôm. Tôm mình thẻ. Rồi đi hết rồi. Ừ. Sao? Thôi, quên nữa. Rồi. Đâu rồi con nổi lạ luôn con. Hết rồi đó. Cả còn cá. Còn. Ờ cứ ngát mà. Có ngát hả? Ừ. Con kia kìa. Không. Muốn, cái này có muốn. Muốn cá. Còn. Ngon quá. Trời. Giờ dở tụng lên cá ngát nằm dưới nữa. Nấu cái gì nữa. Chưa nấu viên hả? Chưa. Nấu viên. Khoan khoan. Nấu viên đang dũng này ra luôn. Rồi cả nhà, để anh em mình nhổ bắt đầu nhổ viên. Rồi bắt đầu giữa cá tăng 2 cả nhà ơi. Nhổ banh vỏ luôn á. Một là cá ngát quậy mà banh vỏ luôn. Hiểu rồi. Trời ơi. Đây, cái này là cái ngọn nè. Còn nữa nha cả nhà. Cái ngọn mà đổ dưới rồi. Đổ dưới hết mớ rồi. Rồi đó thôi, rửa xong rồi. Trời ơi con cá ngát nè. Ngát nãy hớt rồi cả nhà. Rồi. Con nó đã. Đây, cá của mấy anh em mình bắt nãy giờ nè. Đó, này nói chung là cái dàn đang mình như đây là mình vô mánh rồi cả nhà ơi. Vô rồi đó chứ. Chứ con được hai em cá chẽm. Lát về mình lựa cá xong đi. Đó, rồi mình quay thành quả cho cả nhà xem nha. Đó, dàn đang vậy rồi đạt tiêu chuẩn của quốc tế. Là mình mới nhổ viên xong á cả nhà. Nãy mình đi mình bắt con mình nè, mình không có dỗ, mình mới dỗ xong. Quay thì quá. Rồi ơi, đây, con cá chẽm này ú nù nù luôn. Quá đã. Rồi, thấy cá nè. Thấy quá này rồi. Ồ, đây là con thiếu anh tính. Anh nằm anh la chờ la đắt rồi cả nhà. Hồi nãy mà cái đầu con cá đập mà. Biết. Lần đầu tiên mà giờ đăng này mới bắt được vậy nên anh la quá trời la. Rồi giờ anh em mình về lựa cá ra cả nhà ơi. Ý em đăng với mình luôn vậy. Rồi đây cả nhà ơi. Thành quả của mấy anh em mình đây. Lâu lắm rồi cái dầm đăng mình đăng từ năm ngoái tới năm nay. Cái lực đi, cái lực. Bữa nay gặp tàng thủy quá rồi cả nhà ơi. Cá cháp nè cả nhà. Đây, cá măng vỗ rồi, con cá măng vỗ nè. Hết nó con vỗ không? Cá bữa vẫn vỗ mấy con còn chết. Đây là cá ngát nè, anh này chắc cũng 7-8 kg cá ngát á. Ở con tròn mày chết rồi. Đây. Thấy dầu chết đâu. Ngon lành. Đây còn hai em ở đây nè. Hai em Hugo. Hugo. Tao cho mày làm hình nền mày. Hugo lửa. Làm hình nền này. Đó hai con cái nè. Nè nằm phai lắm. Quái nè. Đó đã không? Không. Quá trời đã luôn. Bữa nay nói chung là anh em mình mong cái dầm đăng này là mong là dính cái chẽm. Mà hôm nay được vậy là quá mừng rồi cả nhà ơi. Thôi chổng có ngát đi. Mơ. Clip của anh em mình cũng tạm dừng ở đây nha. Hẹn cả nhà những clip mới nhất của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. À quên, anh nói anh đi bắn nước hừng á cả nhà. Về con ngủ vậy. Đau lưng. Phải không? Đau lưng hả? Chổng đau lưng.